chưa? Xong là về nhà thay áo đi, mặc áo con gái này đi. Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang đi mua hai bộ đèn năng lượng cho nhà em Lân. Em chào anh. Vâng, lâu lắm không gặp anh nhỉ, anh Trương. Em đi sang đây, vâng em khỏe anh ạ. Anh dạo này vẫn công tác tốt chứ anh? Ừ, anh tốt. Đang làm chương trình ở đâu ấy? Em đang định ra mua hai cái bộ bóng đèn lên lắp cho bà con ở trên Thuận Hóa thôi mà. Ừ. Xã Thuận Hóa là ngay đây đúng không? Vâng, cũng ngay đây anh ạ. Nhưng mà đường đi cũng khó lắm. Đi qua trung tâm xá vào một đoạn thôi. Ừ. Đi lên đường bê tông xong đi vào đường đất. Rồi mưa tuần mà đi thế là vất vả lắm. Vâng. Ôi hôm trước mưa em bùn, nói chung là bám hết người luôn. Anh uống nước anh? Ừ, đấy. Bây giờ cái loại đèn 100 hay 200W nó có mẫu mới hả anh? Ừ, đúng rồi. Hôm trước anh cũng lấy lên được số cái mẫu mới. Đây, qua đây vâng. Em chỉ cho này. Cái này bây giờ nó tiên tiến rồi. Nó nhỏ gọn hơn so với cái trước. Tức là trước là đây. Cái là trước mà anh hay lấy cho ướp đây là nó to như thế này. Thế nhưng mà tại sao nó lại nhỏ hơn? Vì bây giờ ấy, trên một cái mắt led này này, nó có 4 cái led vào rồi. Vâng. Đấy, như cái bên này nó chỉ có một thôi. Đấy. Thế nên ra là số lượng led này nó đang nhiều hơn số lượng đây. Nhỏ hơn mà lại sáng hơn. Đây anh có một mắt này nó có 4 led rồi anh. 4 led sẵn rồi. Đây có các cái đèn báo ở đây. Thì cái thời gian chiếu sáng nó vẫn đáp ứng như cái yêu cầu kia là trên 15 tiếng. 15 tiếng anh. Ừ, trên 15 tiếng, nhưng thông thường anh test là những cái ngày mà nắng tốt ấy thì nó tầm được 18 19 tiếng. Nên là nắng tốt ấy. Nó cũng tùy theo điều đấy. Kiện sáng nhỉ anh nhỉ. Đây là nhìn cảm quan của mắt mình nhìn vào thì nó đã thấy rất là sáng hơn so với cái đèn bên cạnh rồi. Mặc dù là cái ông này đang cùng công suất với nhau này. Đấy. Là 200W. 200W đây. Và cái ông này là 300W. Với cái ông này cũng là 300W. Đấy nó đã ánh sáng nó đã khác nhau rồi. Trong những cái này nhìn nó sáng nó trắng hơn nhỉ. Sáng rực hơn đấy. Đúng rồi. Đấy. Đây là cái mẫu mới về và nó cải tiến hơn. Ngày mẫu này là 200W phải không anh? Đúng rồi. Ngày trước là cái loại kia này nó hơi cồng kềnh. Vâng, cái này nó gọn hơn nhỉ anh? Gọn hơn. Trước là từ loại này. Đối với ở Hà Giang ấy thì anh đã đặt riêng cái đối tác cung cấp cái này cho anh là phải là tấm pin mono để nó phù hợp với cái vùng Bắc của mình. Vâng. Mà ánh sáng nó yếu, ánh nắng yếu thì là nó sẽ vẫn đáp ứng được cái yêu cầu. Loại này thì sáng hơn nhiều. Những cái đèn phổ thông như thế này thì anh chỉ là trưng bày thôi, nhưng bây giờ anh cũng sẽ không cung cấp ra thị trường nữa vì đây là cái mẫu cũ. Hiểu cái xe máy ấy, cũng là Honda nhưng nó nâng cấp lên. Nói chung là mỗi năm nó một nâng cấp. Đúng rồi, anh à. Những cái dòng như này sẽ không, anh sẽ không cung cấp ra thị trường nữa. Chỉ đây là cái mẫu mà mình đã có sẵn thôi. Trước đây đã. Thế thì anh lấy cho em cái loại 200W này nha anh nhá. Rồi, ok. Vâng, cái loại mẫu mới này này. Phải một bóng mà 4 led ở trong này. Đúng rồi. Những cái mẫu như này thì vẫn cái chế độ bảo hành như trước nhé. Vẫn là 2 năm 1 đổi 1. 2 năm 1 đổi 1 đấy. Đúng rồi, chỉ có bất kể một cái lỗi nó là cái gì không cần quan tâm. Vâng, và ok anh. Anh đổi mới luôn cho không cần sửa nữa. Vâng, vâng. Thế anh lấy cho em luôn hai bộ nha anh. Rồi, ok. Nó nữa. Hai bộ này là bao nhiêu tiền anh? Bộ 200W này nhỉ? À. Bộ 300W này là 1.350.000. À 1.300.000 à? Ừ, đúng rồi. Vâng. Đây, anh gửi luôn cho ước cái bộ giá. Này. 1.320.000 này. Như là trong quá trình mà ước lấy các cái sản phẩm của công ty anh sẽ đây thiết kế một cái giá riêng cho em. Vâng. Ừ, đây là cái giá sản phẩm đây. Trong này nó còn nhiều cái loại đèn nữa, ví dụ trong sau này mà ước muốn làm cái đèn chiếu sáng cho đường nông thôn ấy thì có thể sử dụng các cái sản phẩm chiếu sáng ở đây, bên này cũng có này. Đây những cái mẫu đèn này rất là sáng. Đây. Mẫu đèn này thì thông thường được lấy nhiều hơn. Như vừa rồi anh có lắp ở xã Kim Linh với lại là trong bản Nhung Hoàng Su Phi đấy, cả một tuyến đường luôn. Đấy. Dùng rất là tốt. Những cái đèn này đèn cho công trình rồi. Đèn đường, đèn chiếu sáng đấy phải không anh? Đúng rồi, đèn chiếu sáng đường nông thôn. Đấy. Còn bên này là những cái đèn mà dùng trong gia đình. Hộ gia đình. Đúng rồi, trong hộ gia đình. Công suất nó ít hơn. Không, công suất thì nó cũng là như thế, nhưng có cái là về cái độ mà độ cao ấy
Tức là đụng đặt cái thiết bị chiếu sáng ở trên cao nó khác nhau. Như cái này là nó nhỏ hơn 5 mét này. Đấy, những cái đèn mà như thế này tại sao nó lại giá như này? Vì nó đặt ở cái độ cao là chiếu sáng là nhỏ hơn 5 mét. Thế còn những cái độ cao như này là nhỏ hơn 10 mét. Đấy tại sao nó là đèn đường và đèn trong gia đình nó là như thế. Độ sáng nó cũng như nhau. Nó đáp ứng được. Nhưng mà loại nó to quá. Cái loại này tấm pin nó to hơn nhỉ anh nhỉ? To hơn rất nhiều luôn. Tấm pin to hơn các bạn. Màu mới là nó to hơn. Một bộ sản phẩm nó kèm các cái phụ kiện như tai, giá đỡ các thứ rồi. Vâng. Xong hết chưa anh? Đóng hết xong hết xong rồi. Cái đấy để trước xe được nhỉ anh nhỉ? Ừ. Hai đèn với tấm pin. Điều khiển cho trong này. Ok anh. Ừ. Này em vào trong đấy. Bao tiền em gửi anh? Hai đèn là 2.640.000. 2.640.000 à? Ừ. Anh để ngộ em. Đủ rồi. Vâng, em cần của anh 2.640.000. Anh gửi lại tiền nhé. Vâng, em xin. Em cảm ơn anh. Hôm nào nếu mà có chương trình thì mua em lại vào đây. Công ty cũng muốn là xem có chương trình nào cụ thể thì công ty cũng tham gia cùng nước. Vâng. Để hỗ trợ cho bà con ấy, một hai bóng ở chỗ nào mà cần thêm ấy, cần bổ sung thêm ấy. Vâng. Và số lượng nhiều hơn nữa thì ước cứ cho cái chương trình cụ thể anh em mình cùng làm. Vâng, vâng. Hỗ trợ cho bà con. Ok anh. Thôi bây giờ em cũng xin phép đây, em đi lên trên bản tí cho anh nhá. Cảm ơn anh nhá. Trời mưa đấy, đi cẩn thận nhé. Vâng, thế em có áo mưa khốp mà. Hiện tại mình đang đi đến chỗ nhà, đây là đường rẽ vào nhà em Lân đây rồi. Nhưng mà trưởng thôn ơi, cho anh hỏi một tí. Vâng. Thế nhà phó thôn kia là ở đâu? Nhà phó thôn đi đường nào? Đi đường này. Không phải đi vào đường nhà em Lân này đâu gì? Không phải đâu, đi đường này, tí mình phải qua lại đường này đi mà. Lại quay lên cái đường bê tông này. Đi lên đường bê tông đi mà. Đấy, hôm nay là mình lấy lên cái hai bộ ánh sáng này này. Hai bộ đèn năng lượng này là một là của em Lân nhé, một bộ. Còn hôm trước thì có gọi điện cho trưởng thôn từ hôm trước rồi. Là thấy trưởng thôn bảo là nhà của phó thôn ấy là bây giờ hiện tại là chưa có điện đúng không? Vâng, chưa có điện. Đấy thì hôm trước thì mình có điện cho trưởng thôn rồi. Thì cũng hỏi qua là trong cái thôn này là có hộ nào là chưa có điện không. Thì trưởng thôn bảo là phó thôn, chắc là phó thôn là không có điện để sử dụng. Nên là hôm nay là mua cái một bộ lên cho nhà phó thôn nhá. Lần trước thì có anh Tony Nguyễn ấy, là anh có gửi cho anh là 4.6 200 đô ấy, là được 4.6 triệu. Thì cho cá nhân ước 1 triệu này, cho trưởng thôn 500 này. Và còn số tiền thừa còn lại thì mua hai bộ bóng đèn này là mất 2.600.000+ ấy. Còn số tiền còn lại thừa là mình hôm nay mình mua cái chạn bát này cho nhà em Lân này. Đấy, chạn bát inox nhá. Với cả một còn ngoài ra thì hôm nay là mua thức ăn lên cho nhà em Lân. Thức ăn, tiền thức ăn này là của chị Lan nhá, ở Đồng Nai, là chị có gửi cho mình 500.000 để mình mua thức ăn lên nhà em Lân. Thì hôm nay mua hơn 2 cân thịt lợn này. Với cả cá khô này. Một thùng mì. Là hết số tiền là hơn 500. Không phải mắc nữa. Tí mình đi bộ thôi, chúng ạ. Chúng luôn hộ cầm cái này cái. Để bên kia mình đi bộ bên kia đi thôi. Ôi. Ôi bị ốm. Em nghĩ hôm nay không mưa thì mình đi bộ bên kia đi nó còn nhanh hơn mà. Rồi ok. Trưởng thôn ơi, bây giờ là bóc cái này ra xong là gửi một bộ cho nhà anh Phử đây, xong là mình lấy một bộ sang cho nhà em Lân. Hộ anh bóc cái này chị. Em để nghiêng bên này lên. Đấy, bóc băng dính này ra được mà. Không, lấy cạnh này đấy. Nghiêng hẳn này. Đấy. Bóng này là loại vừa mới ra. Cẩn thận nha. Để đây đó. Để đây một bộ. Đấy, một bộ của nó thế này thôi. Đơn giản đây thôi mà. Điều khiển dây các kiểu là nó ở trong hết rồi. Trong hộp hết rồi. Cái này để gửi nhờ nhà anh Phử tí. Cầm đi tìm về lại sách đi ấy. Đấy, gửi nhờ anh Phử. Bây giờ anh cầm thùng mì với cả thức ăn cho. Em cầm bộ này nhá.
Không biết là Lân có ở nhà không, hai vợ chồng ấy? Nó ở nhà thôi. Hôm nay lên là cũng không gọi trước cho em Lân. Làm cái dây cống luôn đi cho nó. Em định làm dây cống đi luôn á? À? Được không? Đấy. Được. Ui, ao của nhà anh Phử này nước dâng lên nhiều nhờ. Đấy, hôm trước là mưa to nên mà ao bây giờ lại đầy nước rồi. Hôm nay là mua cái chạn bát này, bởi vì là số tiền của anh Tony gửi là vẫn thừa, nên là mua cái chạm bát này vào cho nhà em Lân. Nhà em Lân là cũng không có cái chạm bát nào. Có cái chạm bát thì là làm bằng cây tre. Nhìn nó móp meo hết rồi. Bụi hết. Cái này inox chắc chắn này. Cái này có... Cái này mua hết 300 nghìn nhá. Chạm bát này mua hết 300. Chuyển hơn như kiểu như đi du lịch đấy nhỉ. Bây giờ anh cầm thức ăn này đấy nhá. Ây dồ. Cũng không nhẹ đâu. Rồi. Đấy, bây giờ là anh em mình sẽ đi nhà em Lân nhá. Để lắp ánh sáng cho nhà em Lân. Hộp mì tôm đấy. Đấy rồi. Anh bỏ cái kia vào. Không được. Được. Ăn vào đấy được mà. Và đằng sau em nặng phết đấy. Cái này tính ra cũng hơn 3 cân rồi mà. Hơn 2 cân thịt lợn với 1 cân cá khô. Thịt lợn đen. Đấy, còn thùng mì tôm nữa. Được. Chịu luôn nơi khóa rẻ. Buồn cười quá nhỉ. Anh em mình á. Ờ. Hôm trước là cùng với trưởng thôn đi lên đây này. Đấy, đi cái đường này. Hôm đấy mưa là giày dép là toàn đất. Với lại trơn. Hôm nay lại đi ngược xuống. Yên thật nha trưởng thôn nha, cái lần thịt nó lăn xuống dốc nha. Đấy, nếu mà thịt lăn xuống dốc thì phải xuống tận dưới kia lấy luôn. Bởi đoạn này dốc thẳng đứng luôn mà. Nhà em Lân bên kia. Cảnh núi non hùng vĩ, rất là đẹp. Không biết là hai vợ chồng có ở nhà không. Hôm nay sang nhà em Lân để mà trao số tiền của anh Vinh ở Sài Gòn là có gửi cho mình 2 triệu. Nhờ mình đưa cho nhà hai vợ chồng em Lân. Trường thôn này, vâng. Anh hỏi một tí, vâng. Thế bây giờ em bảo là lần trước cái khu biệt lập kia là khu ở đâu? Ở đây mà. Đi đường nào? Đi đường này đi, cả cái khu này anh ạ. Đấy là mình đi lên đường bê tông trên này à? Đi lên đường bê tông xuống lại xuống vòng quanh chỗ này là tất cả. Nó lên tít tận cái đỉnh đồi cây nhiều kia phải không? Vâng, vâng. Ở trên đấy là có mấy hộ? Hơn 30 mấy hộ. Hơn 30 mấy hộ cả? Vâng. Thế trên đấy là... Tính cả đoạn này đi lên trên là 36 hộ. 36 hộ cả? Vâng. Thế ở trong thôn của em là bao nhiêu hộ là chưa có điện? Là nó phải... Không có điện là bây giờ là nó hơn 2... Hơn 25, 26 hộ anh ạ. 25, 26 hộ là chưa có điện á? Chưa có điện đấy. Ở khu trên này à? Hay là khu dưới này? Từ cái đoạn này đi lên trên đây. À, từ gần nhà Lân này lên à? Các từ chỗ nhà Lân này đi lên là chưa có điện. Ờ, đấy. Theo trưởng thôn bảo là từ khu trên nhà em Lân này lên là mấy hộ trên này là không có điện đâu. Thế bình thường thì họ sinh hoạt ban đêm bằng kiểu gì? Không có điện này. Đêm thì họ dùng cái đèn dầu ấy. Dầu hỏa cái tháp thôi mà. Ờ. Với lại đi lại thì nó mua cái đèn pin thôi. Thế vất vả nhỉ. Mà đèn pin thì làm gì có sạc. Không có điện thì sạc làm sao được đèn pin. Ban ngày thì nó cầm xuống dưới. Anh em ở dưới này có điện thì nó sạc. Tối tối nó lại xuống lấy. À. Nó không vất vả cho nó đi lại. Thế là phải cầm xuống tận dưới này sạc. Xong là để sạc điện xong rồi lại lấy về nhà. Có hộ thì mua cái đèn pin. Pin có pin con thỏ cái đấy.
À, đấy. Pin con thỏ kia được lâu hơn nhỉ? Lâu hơn. Ờ, đấy. Qua lời kể của trưởng thôn thì bảo là gần 2 năm, 26 hộ là chưa có điện nhá. Ở trên khu này. Khu tít đồi cao này, sống biệt lập ở trên đồi cao luôn. Trưởng thôn cẩn thận nhá. Thịt lăn nhá. Từ từ. Không để anh buộc lại. Mỗi lần đi sang nhà em Lân này là toát hết cả mồ hôi. May hôm nay trời không nắng, không nắng. Đóng cửa rồi trưởng thôn ơi. Có. Buộc trong hay buộc ngoài? Đi đâu rồi nhỉ? Lên trên nhà hai vợ chồng em Lân rua thì không thấy ai ở nhà. Đặt ở đây đã đi trưởng thôn ơi. Trưởng thôn ơi, thử xuống xem em bò có ở đấy không? Sợ là đi chăn bò ấy. Có một xe máy đang đi vào đây. Cứ tưởng là anh trai của Lân về. Thôi, thế bây giờ không đợi nữa trưởng thôn ạ. Bây giờ là lắp cái bóng đèn này, nhưng mà bây giờ hai vợ chồng Lân cũng không ở nhà nên là không biết là hướng dẫn kiểu gì, bởi vì nó có điều khiển cơ. Hay là tối em tìm số điện thoại của bố Lân nhá. Hai vợ chồng Lân là không dùng điện thoại nên là khó. Em gọi cho chú của Lân xem. Ờ, thế em gọi xem nào, xem ai về được nữa thì tốt nào. Không thì mình cứ lắp lên trước, xong hôm nào lên hướng dẫn em Lân sau cũng được. Và đây anh bảo cách lắp này. Đặt đây luôn. Không không, đặt đây luôn. Đây cho sáng, đây. Em lấy cái bộ năng lượng lên đây. Đây em rút lên. Dây nó dài này cơ mà. Cái hộp này không có gì đâu. Nó có một cái khung sắt nữa đâu mà. Đây, đây, đây. Ừ. Nó cái ốc vặn để mình cố định đấy. Bóng đèn này 200W này. Tiêu chuẩn là IP67. Kháng nước. Rất là sáng. Bóng này là vừa mới ra. Mẫu mới của năm nay. Thế anh Trương ở bên công ty năng lượng bảo thế. Đây. Mỗi một mắt này là nó có cái 4 cái led ở trong này. Nên rất là sáng. Nó cái ốc trong này này, trưởng thôn này. Đấy, ốc đây. Đầy đủ hết. Vặn hai cái sườn nó vào rồi mà. Đây này. Điều khiển bật tắt nó có hết chế độ ở đây này. On up ở đây hết này. Kia thì nó cũng... Cái này là sáng dịu này. Thế ừ. Này hẹn giờ này. 3-5 giờ nó tắt này. Đơn giản thôi mà. Chủ yếu là biết bật với biết tắt cái nút này thôi mà. À tí thử lắp xong là bật luôn rồi mà. Đấy, sáng luôn nhá. Sáng rồi đấy. Đấy. Sáng lắm này. À cái đèn này nó có cái bóng báo vạch pin ở đây này, trưởng thôn này thấy chưa? Lúc nào mà nó đến lên 5 vạch là pin đầy. Ban ngày là nó từ sạc. Ban đêm là nó sáng, nhưng mà mình muốn tắt đi cũng được. Bây giờ đấy. Là còn 4 vạch phải không? Ừ. Bóng đèn này là bảo hành 2 năm. Sử dụng được khoảng 14 đến 15 tiếng. Nếu mà trời nắng to thì bình thường sử dụng được 18 tiếng. Nên là tha hồ nhà em Lân này dùng. Bật lên một cái là cả nhà sáng trưng luôn. Nhà em Lân này bé tí thôi mà. À mua mâm rồi đấy. Bây giờ đi vào trong này xem. Đây là cái của bố bên trước rồi. Anh xem đi. Thế là mua rồi đấy. Xem có chân không? Chắc là bên cái của bố thôi. Không thấy chân đâu. Anh nghĩ chắc phải chạy xem nó mới mua. Cái này tí cho lên mái nhà, nghiêng khoảng 10 đến 19 độ là được. Cái này
theo hướng dẫn của nó là 10 đến 19 độ mà. Cái hộp này bỏ đây đi. À cái này lắc ở đâu đấy? Cái này chính mình luồn xuống xong là mình mới mới cắm vào. Luồn qua cái mái nhà ranh này luôn. Ờ tí mình luồn xong mình mới cắm vào xong là em vặn vào phát là được mà. Cái này với cái lắc ở đâu đấy? Cái này là thực ra nó lắp ở trong này để mà bắt vào ấy nhưng mà mình không cần đâu. Ừ. Tí mình lấy dây thép mình buộc. Mình buộc vào là được. Tìm cái dây buộc vào chắc là được. Bây giờ em cứ cho vào đây. Cho thấp rồi mà trưởng thôn đây. Luồn vào đây luôn này. Bây giờ anh cầm cho thằng là em luồn dây qua đây này. Để ngay đây luôn tí buộc. Lấy cái, tìm cái dây cơ. Bây giờ phải chú ý tìm được cái dây. Không có cái dây nào nhỉ. Vào nhà tìm xem nào. Có cái dây chắc chắc tí. Dây thép ấy. Hay là dây điện cũng được. Không biết nhà em Lân có cái dây điện nào. Đấy để đấy cho nhà em Lân. Không kệ nó thịt kệ đấy được không? Em sợ lúc mình đi mèo tham mất đấy. À sợ mèo à? Tôi úp vào đây. Úp vào đây này. Đấy lần trước cái chạm bát của nhà em Lân này. Làm bằng tre này. Móc mèo hết rồi. Mọt hết rồi. Đen xì. Đấy úp vào đây cho em. Hai vợ chồng với cả ông bà là hôm nay không biết đi đâu. Cả nhà rồi. Nhà trên nhà dưới là không thấy ai. Hay là đi làm nương xa nhỉ trưởng thôn nhỉ? Và em vừa hỏi chị trên này bảo vợ là đi hộ đi giả công trồng ngô cho họ rồi còn chồng thì bảo là sáng nay cùng mẹ bảo là đi bán điều một ít sáng đi bán nhưng mà đến giờ cũng chưa thấy về. Vợ là đi hộ đổi công trồng ngô à? Vâng, và chồng thì bảo bây giờ chắc vun nữa chứ làm gì trồng? Trồng trên này có cái khu ở trên này là nó trồng muộn mà. À trên này khu có khu trồng ngô muộn cả. Khu trồng muộn mà. Còn khu dưới này cao hết rồi đấy. Còn cái chỗ này thì là bây giờ trồng hết rồi. Còn cái khu ở tít tít ở trên phó thôn kia. Thế chắc là tối là hai vợ chồng cũng về thôi nhỉ? Ừ, tối hai vợ chồng về. Đấy, thế thức ăn nhá. Hôm nay tiền mua thức ăn của chị Lan ở Đồng Nai là em mua vào đây hết rồi. Tối chắc hai vợ chồng về là nhìn thấy rồi. Cá khô, thịt này, với cả mì tôm. Còn bộ đèn năng lượng này là của anh Tony ở bên Mỹ. Là cô tí sẽ cùng với trưởng thôn lắp cho em Lân luôn. Bởi vì là về chắc là em không biết lắp đâu. Lắp xong là tối về thì trưởng thôn sẽ gọi điện cho bố của Lân để hướng dẫn cách bật. Chắc là cũng biết thôi. Bởi vì cũng có nút tắt nút bật thôi. Tối về Lân thấy điện sáng trưng không nhận ra tưởng nhà họ đấy. Đúng không? Tự dưng không biết là ai làm cho. Chọc thủng luôn. Trưởng thôn đang trèo lên mái nhà. Có rung không? Khiếp lắm anh. Cẩn thận sập nha, lún xuống đây nha, rơi bọt xuống đây đấy. Anh ơi. Ơi. Hay là mình lắp luôn trên nóc đi. Lắp luôn trên nóc à? Ừ, không ấy xuống ấy không lắp xuống rồi. Rồi ok. Lắp ở ngay dưới nhà nhá. Anh cầm hết đồ đang ở đằng sau cho em rồi, để em khắc xử lý cho. Ok. Bây giờ em chọc xuống đi. Không, anh không phải chọc đâu, em khắc chọc được mà. Đấy, anh ở đấy nhìn nhé, em chọc cho nào. Chọc đúng vào cái xà đấy. Vào hai bên xà đấy. Em cứ luồn tay xuống được mà. Được mà, đấy. Đấy, đúng rồi. Đi lên về bảo sao lại nóc nhà lại thủng hết này. Đấy anh cần cái dây cho em cái. Bây giờ anh có trèo lên được đâu? Không, lên ở trên. Rồi ok. Ở ngoài mà, ngoài mà. Này cầm được chưa? Đấy, cầm đấy. Lên là vợ chồng Lân là không ở nhà. Được chưa, được chưa? Cầm lên đấy. Thả nhà sập luôn nhà cho nó thì chết. Thì em luồn cái dây xuống dưới là được mà. Vâng. Em buộc cố định vào cái thanh xà đấy, buộc cái dây vào, chắc vào. Ngửa về bên này nhá, về hướng nam nhá, nghiêng 10 đến 19 độ nhá. Vâng. Trơn lắm, bây giờ biết làm sao đi đây. Đây, cái này tí mình khắc xuống. Cẩn thận đấy. Cái mái nhà ranh này là sợ nhất là tụt xuống một phát là thôi rồi. Lượm ơi. Được rồi. Được chưa? Đấy em nghiêng về đúng bên này luôn. Nghiêng hướng nam. Lật sang hướng nam. Kệ nó thả xuống mái nhà luôn. Em hiểu không?
Em luồn dây xuống cái khe đấy cho anh đi. Xong là buộc dây chắc chắn vào, không gió nó bay đấy. Em buộc vào cái sắt đấy. Khổ quá nhỉ. Tối lần về không hiểu chuyện gì xảy ra, ai làm cái gì nhà mình ơi. Ai cho phép về làm đấy. Tí lắp xong nhà em lân thì chuyển lên nhà phó thôn nhá. Bởi vì nhà phó thôn là cũng chưa có điện để sinh hoạt. Đấy, em cho nó nằm xuống đây. Đấy, đúng rồi. Cho nó thả về bên này luôn đi. Đấy, thả nó xuống. Ừ, nữa đi, tụt xuống nữa đi. Tụt xuống nữa đi. Đấy, xong em buộc dây vào phát là được. Buộc có cái xà đấy là được. Đấy, cần thế thôi. À, ok rồi. Cứ cho nó nằm theo cái này là đủ độ nghiêng rồi ấy. Độ nghiêng của nó là từ 10 đến 19 độ thôi mà. Theo cái mái nhà này là vừa luôn. Nhìn được không? Ừ, em buộc vào xà chưa? Buộc rồi đấy. Rồi, thế đây em buộc chắc vào trên đấy là được. Gió nó không bay, không nghiêng, không đổ là được. Để anh đi vào trong nhà xem nhé. Đây này, mọi lần em lân dùng cái bóng điện điện nước này, này. Sáng như kiểu đom đóm ấy. Chớp 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 chớp. Được chưa? Ok được rồi, dây xuống đây rồi mà. Tí ra treo ở đây luôn. Em xuống nha. Ờ em xuống đi. Em buộc chắc chưa? Chắc rồi đấy. Ờ. Cẩn thận nhá. Tụt chân nhá. Xuống cẩn thận nhé, chủ thôn ơi. Bây giờ vẫn phải cần một cái dây nữa chủ thôn ạ. Vẫn phải cần một cái dây để mà buộc vào cái xà ngang này này. Không phải trên em buộc dây nhiều, em buộc ở trên hai cái Không, buộc buộc cái bóng này này. Có dây chưa? Dây có. Em phải cầm cái dây nữa. Cầm cái dây lên theo, đi buộc luôn. Okay. Đấy chặt rồi mà. Không chặt đâu. Chặt rồi, đấy. Nó như thế này hả? Ừ, mình muốn nghiêng thì mình lại vít vào thôi. Ừ, đúng rồi, cái này phải vít. Em theo em là muốn cho như thế này đây. Ừ, không, nó hơi chéo chéo ra bên này tí là được. Vào bếp này là được. Phải vít vào được mà. Ừ. Cho nó chéo về cái khu vực trung tâm này này. Khu vực ăn cơm này này. Em buộc ở trên nóc cho nó cao lên cho nó... tỏa hết cả nhà luôn, sáng rực luôn. Đi được không? Lên được, cẩn thận nhá. Đấy. Quần áo bẩn hết rồi, khổ thân trưởng thôn. À hôm nay là trưởng thôn cũng có quà đấy. Có anh Tony kia gửi cho trưởng thôn 500.000. Tiền bồi dưỡng trưởng thôn. Cho em cảm ơn anh Tony à. Ừ, anh Tony ở bên Mỹ. Anh đưa cho em cái đấy. Ngồi tí đã thở đã. Ừ, thở đi. Nhìn hết rồi. Treo cho em vặn đầu này vào là ok. Không cuốn dây gọn ở trên đấy nữa là được. Này lần khỏi nhà chán rồi đấy. Đấy đúng rồi. Như này chị được có mấy bên này thôi chứ. Được rồi đấy. Nó cứ phản xuống đây là được mà. Để anh bật thử xem nhá. Bây giờ em cắm cái dây vào đấy, cuộn cái dây gọn, đúng rồi, tầm này là được rồi. Để cho nó sáng lên bên cả bên giường với cả khu này thôi mà, chủ yếu là sinh hoạt. Nhà em đấy chủ yếu là sinh hoạt ở khu này này. Nấu cơm này, các kiểu ở đây, ăn cơm ở đây cho nó sáng khu vực này được. Còn giường thì thực ra không cần chiếu vào đâu.
ok chưa? Thì bật phát ra nè. Đấy, được rồi, ok rồi. Ui dồi ôi, sáng trưng đây cơ mà. Bóng này bóng 20W. À nhầm, 200W. 20W thì nó nghe chừng yếu quá. Đấy, được rồi. Tầm đấy là vừa đấy, Trường Thuận. Đấy, vặn chặt vào. Pin còn đầy 4 vạch. Bóng này thắp được 15 tiếng cơ mà. Nếu mà trời âm u kiểu này, còn trời nắng anh ấy bảo là được 18 tiếng. Theo anh lắp 1-2 cây trên này thì biết lắp được. Đơn giản mà. Cái này chỉ có nối vào thôi mà, chẳng qua lúc mình buộc ấy. Là nó. Đấy. Ok rồi đấy. Được rồi. Ui cái này ban đêm nó sáng lắm. Mình cũng không chịu được ban đêm. Sáng quá lại không ngủ được thì chết. Cẩn thận nha, nhảy xuống từ nha. Rồi ok. Đấy, sáng trưng nha. Ôi giời ơi. Ao mà sinh hoạt đây. Không mà lên cái bóng đèn đom đóm này này. Đây là bóng đèn đom đóm. Trường Thuận được vặn xem nó còn lên không. Không. Không lên rồi đấy. Ok. Này, điện này bây giờ còn không lên này. Điện gì mà điện không không giật được người đấy. Đấy, sáng này mở luôn cho nó sáng luôn. Tối em mới về em mới không biết. Thịt thà để đây là ok rồi phải không? Ok, thịt ok. Từ từ, đấy anh ạ. Cho cái thớt này đè lên, tí sợ con mèo nó cậy đi. Cá là chắc để đấy là được rồi. Đấy, cái chạn bát của em đấy đây. Hôm nay là cái tiền mà anh Tony ấy. Thì mua có lắp cho em ấy một bộ bóng đèn là hơn 1.3 triệu. Còn tiền số tiền còn lại thì mua cái chạn bát này cho nhà em Lân. Đấy, còn chạn bát của nhà em Lân đây. Rồi, ok rồi. Bóng điện cứ cho nó sáng này, Trường Thuận ạ. Chung là tối nó về nó biết đi. Tối về đấy, điện sáng trưng, tưởng là không phải nhà mình, chắc vào nhầm xong lại đi quay ra đấy. Đây, cái này. Đấy, kiện mì tôm nữa, để đấy cho. Để lên trên thớt được mà. Sợ tôi nó về nó không thấy nữa, để luôn ở đây. Về À, đóng cửa bên kia vào cho Lân này. Nhà này làm cửa cũng như không rồi mà. Người ta đã vào, người ta chỉ cần bẻ một cái là vào được luôn. Thích thì đu lên mái nhà tụt xuống là được mà. Được rồi. Được chưa? Ok chưa? Bóng điện cứ cho nó sáng này nhá. Đấy. Đèn 200W. Đèn LED. Điều khiển cứ để trên bàn thờ đấy. Nhưng mà tối em về đấy, bật tắt này thôi. Cái đấy là bật. Không, không, cái bên kia. Up này, on up này, đấy. Không, ấn bên này là lên. Đấy. Chẳng khác gì cái TV của mình mà. Đơn giản thôi mà. Nó có cả chế độ hẹn giờ. Có nghĩa là có cả cái chế độ gọi là ban đêm thì nó tự bật. Còn ban ngày thì nó tự tắt sạc điện. Cái này có cả cái trong nước. Tiêu chuẩn IP67 mà. Mình đóng cửa hộ động cho nó nhỉ. Hộp là để vào trong. Hộp để mấy cái hộp này vào trong đi. Bóng này bảo hành 2 năm mà. Lối 1 đổi 1. Đấy em để vào trong đây nhá. Đấy. Bây giờ bóng điện là lắp xong cho nhà em Lân rồi nhá. Vẫn để chế độ sáng. Bây giờ cùng với trưởng thôn là sẽ đi đi lên nhà phó thôn. Bây giờ đi lên nhà phó thôn. Vâng. Tối về là em phải điện cho Lân, bố Lân nhá. Vâng, vâng. Điện cho bố Lân bảo là hôm nay mình lên lắp điện cho. Vâng. Đây là cho em thay mặt cho vợ chồng Lâm cảm ơn anh Tony à. Anh Tony ở bên Mỹ nhá. Vâng, ông cũng có cái lòng quan tâm đấy hai vợ chồng. À đây anh Tony là anh có gửi cho em là 500 nghìn nữa. À thế à? Ừ. À vâng. Thế là cho em cảm ơn anh Tony. Cũng quan tâm đấy em. Em cảm ơn anh Tony nhá. Đây là anh đây 400 này. Vâng. Đây lấy 100 đấy. Năm trăm này.
Vâng, đây. Cho em xin và anh em cầm nhá. Vâng. Đây là anh Tony cho em. Vâng, em anh xin. Ở bên Mỹ. Vâng, cho em xin và cảm ơn anh Tony rất là nhiều. Hôm nay là lên đây là hai vợ chồng nhà Dua Lân là không ở nhà. Không biết là cả nhà ông bà cũng đi đâu, anh trai anh đi đâu rồi. Nên là với trưởng thôn là lắp xong cái bóng cái bộ đèn năng lượng này cho rồi. Bây giờ là tiếp tục đi lên nhà phó thôn. Phó thôn của thôn Khâu Miền này. Bởi vì lần trước là cũng hỏi trưởng thôn mà là nhà phó thôn là cũng chưa có điện. Nên là quyết định cho nhà phó thôn một bộ năng lượng, đèn năng lượng. Bây giờ là phải đi bộ lên lấy xe. Xe để trên nhà anh Phử. Còn gì không nhỉ? Không có gì rồi. Thế là tí chả biết là tí trưởng thôn có liên hệ lại được cùng bố Lân không? Em sẽ liên hệ cho chú. Còn một số tiền của anh Vinh ở Sài Gòn là có gửi cho hai vợ chồng nhà Lân này là kia phải không? Không phải đâu. Có gửi số tiền cho hai vợ chồng nhà Lân Dua này là 2 triệu. Rồi. Nên là hôm nay không ở nhà thì tí cho trưởng thôn liên hệ xem là có gặp được bố ở ngoài kia hay là có gặp được hai vợ chồng. Thì sẽ đưa cho hai vợ chồng em Lân sau. Bây giờ đi lên nhà phó thôn để lắp nốt cái bộ đèn năng lượng này cho nhà phó thôn ạ. Phó thôn tên là gì nhỉ? Giang. Giang à? Vâng. Bây giờ chắc cũng ít tuổi nữa nhỉ? Hôm chính trước gặp một lần rồi. 97 em ạ. 98. Trưởng thôn này. Vâng. Còn đi sao? Ở phía trên này anh ạ. Đi bộ lên theo đồi nhỉ? Vâng, 200. Đi, ồ, trên này có một nhà này. Nhà trên này không có điện à? Không có, bốn nhà ở trên này đấy. Bốn nhà trên này à? Ừ. Rồi. Mũ bảo hiểm để đây được không nhỉ? Được vậy anh ạ, không có gì đâu. Ok. Đi theo bậc thang đi. Ừ. À đi theo bậc thang này lên á? Đi theo bậc thang không chứ đi đường vòng hết đi ở đây đi là nó đưa dốc á. Đây là đường lên hang mà. Vâng, đường lên hang mà. Hang Khâu Miền đấy. Lần trước mình cũng đã được từng vào cái hang này rồi. Anh vào rồi á? Vào rồi mà. Trước là anh Phử, anh dẫn vào đầu tiên nhất là mới biết anh Phử mà. Anh Phử cầm khóa hang này. Đúng rồi, bây giờ khóa vẫn là tỉnh tấn này. Trên này có cái hang rất là rộng. Hôm nào cùng với trưởng thôn sẽ đi vào một lần nữa. Quay cho các cô, các bác xem. Ở trong hang đấy nó có như cái rộng như kiểu cái sân bóng đá trong nhà luôn. Có cả hồ cả ở trong đấy. Rất là sâu. Nước trong xanh. Đây là những cái bậc này là trước có định làm du lịch này. Bây giờ là bỏ không rồi, không có ai lên đây rồi. Cửa hang cũng đã khóa vào rồi. Là anh Phử là anh bảo vệ cái hang này. Và bây giờ anh vẫn cầm khóa. Đây anh hộ vác một đoạn. Đây anh vác được mà. Được. Anh bám vào càng quần. Đức quá rồi. Tại đợi nhà hai vợ chồng nhà Lân gọi điện lên gọi điện xuống là không được. Nên là bây giờ là đấy. Giờ này còn chưa ăn cơm nhá. Bây giờ là 13:36 rồi. Hai anh em vẫn chưa ăn cơm. Chưa ăn cơm trưa ấy. Đường nào đi đây? Ừ? Đường nào? Chưa có cái đường này đi vào mà. Ủa rồi. Đi nào đường nào bây giờ? À chắc đường mẻm trên kia. Ở đây cũng có một nhà đây. Lần trước anh lên là chưa có nhà này đâu mà. Giáng ơi đường nào đi đây? À kia, nhà tít trên kia cả. Nhà đấy là em Giàng à? Vâng. Giàng ơi, sao nhà xa thế Giàng ơi? Đấy, lại có trận, lại xa lở kìa, nguy hiểm lắm. Khu trên này có nước nguồn này trời ơi. Ở trong này có cái hang. Có cái nguồn nước để mấy hộ dân này xuống ở đây về uống này. May trên này còn có nước nhở. Vâng. Khu này lại được cái là có nước. Nhưng mà lại không có điện đấy. Vâng. Khu có điện lại không có nước. Nói chung là
chỗ nào nó cũng có cái vất vả riêng. Khu này thì nước rất là nhiều. Còn khu như bên nhà em Lân thì là không có nước, nhưng lại có điện. Đấy. Điện nhưng mà cũng điện máy thôi. Em nhìn thấy phó thôn nó làm cái máy mini kia đấy. Nó... Phó thôn làm máy ở đây à? Ừ, nhưng bây giờ nó bỏ rồi, không có nước nó bỏ rồi. Làm máy mini à? Điện nước cái gì, cái máy mấy trăm nghìn kia phải không? Mấy trăm nghìn cơ. Cái mini mà nó lắc ở chỗ cái xe đạp ấy. Ủa rồi. Cái loại xe đạp mà lần trước có cái ấy kia. Cái loại quay ở đằng trước, bánh trước của xe đạp mini kia gì. Ủa, điện đấy làm sao mà dùng được. Đây bây giờ đã đến nhà phó thôn rồi, đến nhà em Giàng. Chào em nhá. Chào em Giàng. Chào nhá. Xin chào. Lần trước gặp một lần rồi, đi chăn trâu rồi. Đúng rồi. Hôm đấy Giàng này đi chăn trâu nên là không kịp bắt chuyện. Nhà treo cái gì đấy này? Phong lan à? Nở hoa đẹp đấy chứ. Đây là lan, đây là long nhán mà. Trưởng thôn biết lan này không? Có. Đây này đang có nụ. Cái này trước mua về à? Cái này có phải cái mua về không Giàng ơi? Đang có nụ đầy đây. Cái mua về cái đất trên nụ là trên nở. Ở đó. Trên nhà em Giàng này cao nhỉ. Khu vực hang là nó ở trên này này. Qua cái cây khô kia kìa. Có bậc lên trên này lên. Trên này có cái hang. Hang nó chính xác là nó nằm ở trong cái ngọn núi này này. Vâng, cháu chào bà nhá. Đây nhà em Giàng đây. Trước nhà sao lại đóng cái này Giàng? Phong tục gì đấy? Cái này là trước là cúng cho đứa con ấy. Cúng cho con à, cúng cho con là phải đóng cái này vào trước cửa nhà. Không, cái này là cúng cho đứa. À, được cái nhà Giàng này, phó thôn này cũng sạch sẽ, quét dọn, chịu khó đấy. Nền nhà sang bóng nhưng mà vẫn là nền nhà đất. Mới nước này. Trong này hơi tối nhỉ? Vâng, tôi không có. Anh biết là không có điện rồi. Bởi vì là hôm trước là anh có nghe trưởng thôn bảo là nhà em thì cũng không chưa có điện. Thấy trưởng thôn bảo em còn chế cái làm cái làm cái bóng điện mà của xe thời xưa hay có ở trước bánh trước ấy. Vâng. Nó quay là nó phát ra điện đấy. Nhà to nhỉ? Nhà này cũng to. Nhà to. Bố đi đâu rồi? Bố xem trâu rồi, con trâu. Nước anh. Nhà em là có mấy anh em? Mỗi mình em rồi. Ba chị. Một mình à? Ba chị. Ba chị. À, ba chị gái à? Chị gái chắc lấy chồng hết rồi nhỉ? Lấy hết rồi. Em là em út à? Em là một con trai thì con út luôn. Còn hai đứa em gái nó cũng đi lấy chồng rồi. Em là sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 99 ạ. Ồ, 99 trẻ quá nhỉ? Nhà em này làm lâu chưa? Làm từ năm 2007 ạ. 2007 thôi cả. Cũng khá lâu rồi nhỉ? Vâng. Nhưng mà từ lúc đấy là vẫn chưa có điện. Từ lúc đấy vẫn chưa, vẫn thắt đèn dầu. Đấy thì hôm nay là anh lên đây. Thì cùng với trưởng thôn lên đây là có một anh ấy. Anh ở bên Mỹ cơ, anh Tony. Là anh có gửi cho anh cái số tiền là mua hai bộ bóng đèn năng lượng này này. Thì là cho nhà Lân, hai vợ chồng nhà Lân là một một bộ. Thì hôm trước cũng nghe trưởng thôn nói bảo là nhà em là phó thôn thật nhưng mà vẫn chưa có điện để mà sử dụng sinh hoạt. Thì lắp cho nhà em một bộ nhá. Cảm ơn anh Tony ở bên Mỹ. Cảm ơn anh Tony bên Mỹ nha. Tí sẽ cùng trưởng thôn lắp luôn. Lắp ra, cứ cho lên mái này thôi. Cứ hướng nam, nghiêng 10 đến 19 độ là được. Vẫn như của nhà Lân mà. Sáng trưng luôn cả nhà luôn, dọi cho nó dọi xuống thẳng đây này. Treo ở đám bên này này trưởng thôn này. Dài dài thì thoải mái, treo đúng cái xà kia. Cho nó sáng hết cả khu vực trung tâm nhà này. Bật được kiểu một phát là nó cái sáng, nó phát sáng. Tí thử là biết ngay mà. Mình xe phát mình biết ngay. Trong tối là công nhận không có điện tối thật đấy. Thế bình thường nhà em là dùng thế nào?
Nào, em thường là dùng đèn dầu thôi. Đèn dầu à? Ừ. Mua dầu về xong là cứ thắp cả đêm thế à? Cái này này. Thắp vào ăn đi. Ờ. Đấy, bình thường là nhà em dùng cái đèn dầu bé tí này, để thắp sáng ban đêm. Ban đêm thì nếu mà mình đi làm về muộn thì thắp đèn dầu khó khăn lắm. Ừ. Xong nó có được sáng đâu, cái này tối om mà. Đó, cái này nó vẫn dùng tạm thôi chứ. Lắp đi, trưởng thôn hộ em Giàng này lắp. Trưởng thôn này đào tạo cơ bản ở dưới nhà em Lân rồi. Trèo lên mái nhà xin nữa tụt từ trên mái nhà xuống người to này. Ấn bật xem nào. Đâu, anh xem nào. Sai pin à? Pin của nó này. Nghiêng nhanh xem. Đây, lỏng pin. Lỏng pin, lỏng pin. Pin này bây giờ mình ấn vào nằm đây, phải lấy cái nắp này đựng vào. Có cái cờ lê không? Không có kìm kia đâu cũng được. Kìm mới cờ lê được mà. Bàn chặt vào để đâu mình chỉnh độ nghiêng của nó chứ thôi. Còn sáng phải không? Có. Cái này phải điều khiển trước này này. Đấy. Ấn đằng sau vào là không được nhá. Cứ phải đằng trước này này. Ấn thẳng nó cho cái đấy, sáng trưng luôn. Bóng led này được cái là rất là sáng. Để em vặn vào đây. Để phát ra cho tao bắt đầu đó. Tối nay cẩn thận bóng sáng quá lại không ngủ được nhá. Thật đấy. Có cái hộp có quý trì không? Có mà. Bộ phụ kiện của nó là đầy đủ hết. Đèn này thắp được 14 đến 16 tiếng cơ. Nếu mà bình thường, nếu mà trời nắng thắp được tầm 18 tiếng. Bảo hành 2 năm. Lúc nào mà nó có sự cố gì nhá thì bảo anh. Vâng. Để anh lấy súng đổi cho. Mình không làm nó rơi. Đừng làm nó rơi là được. Cái này phơi mưa phơi nắng thoải mái. Cái pin này này cứ để lên mái nhà. Để ngoài trời mà. Cái này nó kháng nước. Cái này là chống nước rồi ấy. Mưa gió là không sợ đâu. Bởi vì tấm pin này là chính xác là nó để ngoài trời. Để nó tiếp cái năng lượng ánh sáng của mặt trời. Nó mới sạc vào. Nó có chế độ cả hẹn giờ mà. Ví dụ ban đêm thì nó khác tự tắt. Nó có cảm biến đấy. Nhà em là chính xác mấy chục năm là chưa có điện rồi. Đó là từ lúc sinh ra. Lúc sinh ra để ra ở đây là không có điện. Là rồi. Không có điện rồi. Là không biết điện là gì rồi. Vâng. Sạc điện thoại phải đi tít xuống dưới kia nhà anh em để sạc. Vâng, sạc điện thoại với sạc đèn thì phải xuống nhà hàng xóm anh em dễ sạc. Trên nhà Ly một tí anh ạ. Anh rể nó ở ngay chỗ nhà Ly lên trên cách đường khoảng 200 mét mà. Đấy, cái đường cái nó đi vào khoảng 200 mét mà. Vất vả nhờ. Bây giờ cái điện này thì điện thắp sáng thôi. Sạc thì mình cũng phải đi sang kia. Đi nhà chỗ anh em để sạc. Thắp sáng cũng được rồi. Thắp sáng được rồi. Mấy chục năm không có điện thắp sáng. Hôm nay là lần đầu tiên nhà em Giàng này có điện. Thì phải tối nay phải ăn mừng nhá. Vui không? Vui chứ. Vui phải cười lên to vào. Có cái thằng bắt lên máy không? Sao trước cửa này ảnh đây ảnh của em đi à? Vâng, trước ảnh của em đây. Nhìn giống HKT nhờ. Trước thời gần trẻ. Bộ tóc nhìn giống HKT. Giàng đi xong là tí Đây lên đường này thôi trưởng thôn. Giàng đi xong là tí lắp cái đèn ở trên nhà thôi. Trưởng thôn này bao nhiêu cân? 76 cân lên chắc chắn là lún. Đi lên nhà Lân rung hết cả mái nhà đây. Đi cẩn thận nhá Giàng ơi. Lựa đi nhá. Em cứ vào trung tâm nhà ấy. Xong luồn cái dây xuống theo cái khe hở ấy.
Khu trên này có nhiều nhà nhà trưởng thôn nhỉ? Trên này còn nhiều nhà lắm. Bước cẩn thận nha, em bước vào đấy, bước vào cái mỏm cao ấy. Lát chỗ này chắc được anh nhỉ? Em vào trung tâm nhà đi. Để cho nó sáng cả nhà. Đấy, em xem có cái lỗ nào nó luồn xuống ấy. Luồn cái đầu dây kia xuống là em lấy dây buộc vào được. Ơ nhưng mà em phải lấy cái dây về buộc nữa cơ. Buộc chỗ này á? Ờ, buộc vào cái khung sắt em cầm đấy. Để cho nó chắc chắn ở đấy luôn mà. Thầy ơi. Nắng bên nào nhỉ? Đó. Nắng bên kia thôi. Thế em phải sang bên kia, bên hướng nam kia. Vâng, bên này. Ờ. Thế em phải chiều sang bên kia nhỉ? Ừ, đấy em đặt ở đỉnh nhà đấy luôn. Vâng. Em đứng ở đỉnh kia luôn. Cẩn thận đấy. Chưa. Trưởng thôn, khu trên này còn mấy nhà? Đằng sau nhà phó thôn này còn mấy nhà liền đấy. Mấy nhà liền à? Bảo là xóm của trưởng thôn ở trên này, khu thôn này còn có hai mấy nhà không có điện cơ mà, phải không? Vâng, có hai mấy nhà, chỉ có 5-6 nhà ở dưới kia có điện mà. Ờ. Khu trên này thì có nhà thì dùng điện nước, có nhà thì vẫn dùng cái này đấy. Có nhà là không có điện luôn phải không? Vâng, luồn ra xuống nhá. Đấy, luồn xuống đi. Anh đi xuống dưới kia bảo trưởng thôn đấy nhá. Đấy, xong tí em buộc cố định như thế nhá. Buộc ở đỉnh đấy luôn. Tối nay già cẩn thận là không ngủ được cái già. Đấy, qua đây thì cũng xin cảm ơn anh Tony đã quan tâm đến bà con. Đúng là bà con trên này mấy chục năm mới thấy cái ánh sáng điện này. Đâu điều khiển đâu, anh bật lên luôn à? Điều khiển. Xong tí thử đóng hết cửa này vào xong bật lên xem nó sáng không. Đấy, thấy chưa? Sáng cả nhà luôn đấy. Sáng cả nhà luôn. Cái này càng đêm nó càng sáng. Vâng. Mai em bỏ cái đèn dầu đi lên chỗ bàn thờ đi. Vâng. Không dùng nữa đâu. Bây giờ là khó, cái này là không dùng đèn dầu. Không dùng, mình vẫn phải tôn trọng nó. Bởi đúng vì rồi. Trước nó phục vụ gia đình đấy. Mình mấy chục năm nay này. Hai cái đèn dầu của nhà em nhé. Không. Đấy, tắt bật em biết chưa? Sao anh bảo này? Chắc em biết rồi. Đây, cứ on này là tắt. Vâng. Up là đấy. Bật thôi. À, up là tắt, còn on là bật. Vâng. Sáng trưng luôn. Nó khác tự sạc, tự động sạc hết mà. Vâng. Để pin cái này. Cái này còn một vạch, cũng còn một vạch. Một cái này có bốn vạch. Vạch. Một vạch nữa là đầy. Lúc nào nó xanh hết. Đấy, bóng cái giấy bóng nó ở đấy nó xanh hết. Là nó sạc đầy. Còn bây giờ nó đang nhấp nháy là nó đang sạc ấy. Đấy, em bật lên đi. Cứ bật đi, bây giờ bật cho sáng thôi. Còn chỗ bên giường ngủ thì bây giờ nó tối em thử xem sáng luôn mà. Vâng, trưởng thôn thì đóng cửa vào xem nào. Đóng cửa vào xem. Đấy. Thôi, sáng đẹp. Bình thường nhà em vẫn ăn cơm ở đây gì? Đấy, ngồi chỗ này đúng nó sáng, nó tập trung nhà này là được rồi. Sinh hoạt các kiểu ăn cơm, ngồi ăn cơm. Ở đây hết rồi. Bị sao ấy? Ok, sát bê bê tí cho một tay nhổ được rồi. Của cái bóng đen. Thế đi rửa chân tay đi. Trưởng thôn xem mấy giờ rồi? Chắc bây giờ phải 2 giờ. 2:08 rồi. 2:28 rồi. 2:08 rồi. Đây, hôm nay lên nhà em Giàng là ăn cơm ở đây luôn. Em cũng đã chuẩn bị cơm từ trước rồi. Để phần con lợn nhá, cái này ông nhá. Đây gà đây à? Vâng. Đây nấu thịt gà, cơm trưa, đợi hai anh. Sáng nay có điện cho trưởng thôn bảo là chắc lên đây là trưa rồi. Vâng.
Sáng nay anh đi ra ngoài kia cũng có công việc nên là lên lúc 9 giờ mới lên đến đây. Thế vào nhà trong em Lân này, em Lân là khổ nhà, thế là cứ ngồi ở đấy đợi một lúc mà gọi điện cho bố Lân xem là có hai vợ chồng có về nhà được không, thế là lại ngồi đợi. Đợi một lúc đợi khoảng 3-40 phút mà nhờ. Không thấy về, thế là mới lại khắc tự lắp xong là lên lắp cho nhà em luôn. Thế là nó cũng không ở nhà đâu à? Ừ, không ở nhà đâu mà. Để phần cho vợ nhá. Vâng, để rồi. Nên là đôi khi mình cũng phải treo trên úp xuống. Lúc tối quá thì là bảo là tối quá. Lúc sáng quá thì bảo chói mắt. Khó ngủ thế nhỉ? Khó ngủ lại tòi ra đứa nữa. Đúng không Giang? Như Giang nhỉ? Phải không? Bây giờ con bóng đèn sáng rồi, gần sướng rồi. Chiều thôi nhỉ? Đấy, cảm ơn anh Tony thôi. Đấy, cảm ơn anh Tony nha. Mời anh Tony ăn cơm cùng nhá. Đếm xem mấy bát loa nào. 2, 4, 6, 8 bát loa. Rồi vào mâm đi. Cơm nhá. Ăn cơm. Rượu thì Giang uống với trưởng thôn nhá. Vâng, anh không uống à? Ừ, anh không uống rượu bao giờ đâu mà. À, làm gì chứ? Không, từ trước đến giờ chưa bao giờ biết uống rượu đâu mà. Làm gì nữa thế? Làm tí chứ. Nhấn nó nữa. Đâu rồi? Mẹ đấy là mẹ à? Vâng. Mẹ em sinh năm bao nhiêu? Mẹ em sinh năm 63. 63 à? Vâng. Quá chị. Hơn bố anh 1 tuổi. Bố anh sinh năm 64. 64. Thế là hơn 1 tuổi. Làm đi xong. Bác ăn cơm bác ơi. Vâng. Anh làm đi. Anh cạch nước rồi. Cạch nước rồi. Ở nước nóng lắm. Đi xe máy. Thôi, cảm ơn anh và cảm ơn bên anh Tony nhá. Cảm ơn anh Tony rất nhiều. Đã mang ánh sáng lên cho bà con. Cảm ơn anh Tony nhiều nha. Tuy còn rất nhiều hoàn cảnh gia đình ở trên này là chưa có điện. Nhưng mà cũng bớt được phần nào rồi. Nói chung là thôi cháu mời ba ăn cơm nhá. Mời hai anh em ăn cơm nhá. Mời Giáng nhá, mời Trần Phành nhá. Cơm. Được. Xin mời tất cả các cô các bác ăn cơm cùng. Ừ, mời ăn cơm nhá. Đây là đu đủ xào à? Đu đủ luộc. À đu đủ luộc. Cứ tưởng sao? Vừa xào vừa luộc. Canh thịt gà. Đấy. Ngon. Đây là lòng gà mề gà. Còn đây là thịt lợn treo phải không? Vâng. Ăn cơm đi. Thôi, mời các bác ăn cơm. Trưởng thôn cứ uống cùng Giàn nhá, anh không uống. Rồi các cô, các bác, các anh chị em cơm cùng gia đình phó thôn nhá, Giàn đấy. Hôm nay là Giàn vui lắm nhỉ? Vâng, hôm nay là có điện sáng là vui lắm. Mời các cô, các anh chị, các bác này cùng gia đình nhà em làm bữa cơm trưa. Sắp ăn tối đến nơi rồi, gần 3 giờ. Đấy, được đấy, mai cũng cho thêm mới Giàn. Ăn cơm đi. Dạ, đang đây ở, có sáp ở đang đây. Vừa. Ăn cơm đi. Đây, ăn cơm đi, nhá. Anh làm bát cơm nhá. Làm bát cơm đi. Nó mỏ đó. Em cho anh. Đói quá rồi. Em cho anh miếng. Hơn 2 giờ rồi. Ờ, không, anh tự gắp thôi. Gắp đi, gắp đi. Rồi anh xin. Em lời. Nó là món xin này. Anh em ăn cơm nhá. Anh em ngồi uống nước đợi nhá. Vâng. Thôi nhá, phép cơm nhá. Ngồi cháu phép cơm mà bà. Vâng. Cứ đưa đấy đi, anh khác ngồi uống nước được mà. Đây cốc của anh. Cho lá đu đủ vào ngon lắm mà. Rau đắng. Ở cái khu này thì có nhiều không? Có nhiều à. Còn không đủ mà nó hái đi bán mà. Xin phép chứ. Uống nước chưa? Rồi. Thôi anh xin phép anh về nhá. Cảm ơn em. Rồi. Thế này tay cả hả?
Cháu về đây bác, cháu xin phép đi về đây. Ừ, về nhá Giàng nhá. Về nhá Giàng nhá. Thế nếu mà nó có hỏng hóc này nọ thì gọi điện cho anh Phành này nhá. Cảm ơn anh đồng chí Phành với anh Ước nha. Giàng này đúng là phó thôn không nhàng, chỉ đứng sau trưởng thôn thôi. Lúc nào trưởng thôn không làm được nữa thì đến Giàng này làm trưởng thôn. Cảm ơn nhá. Rồi, về nhá, nhá. Anh về đây. Cảm ơn bữa cơm gia đình nhá. Không có gì đâu. Cảm ơn bữa cơm nhá. Anh đồng chí Phành anh bên tôi đây nhá. Rồi. Chúc anh Phành anh Ngước sức khỏe dồi dào nhá. Cô chú của bác đã quan tâm đến gia đình em nhá. Cảm ơn em. Đi đường nào trưởng thôn anh về nhá. Hôm nào có dịp lại gặp nhau tiếp. Còn quên gì không trưởng thôn? Không có gì đâu. Bây giờ với Phành đi xuống xem là nhà em Lân đã về chưa, để mà gọi em Lân, hai vợ chồng em Lân ra nhận cái số tiền của anh Vinh ở Sài Gòn, là anh có gửi cho gia đình nhà em Lân là 2 triệu. Tí trưởng thôn được gọi xem là hai vợ chồng này đi đâu cả ngày nhỉ. Em gọi được rồi đấy. Gọi được chưa? Lâm đi làm, Lâm về rồi. Về rồi gì? Đấy, trưởng thôn. Vâng. Kia phải Lân không? Từ, dừng lại. Đây, Lân đây. Ở đây, đúng rồi. Đi Lâm bộ về à? Không đi xe à? Đi bộ thôi. Chứ Lâm đi đâu về đây? Không mặc quần áo à? Đi đâu về này? Không mặc áo à? Hôm nay không ở nhà à? Hai vợ chồng đi đâu? Áo khoác à? Hả? Đi đâu về? Trưởng thôn, có má gì đó nè. Mù rá lò, mù sau đó tốt đèn hả? Đi sáng nay đưa mẹ đi mẹ phơi được hay bao sáng khô đưa mẹ đi bán sáng về, xong là về đến nhà chú, ở ngồi nhà chú. À, sáng nay đi chợ bán sắn à? Vâng. Sắn khô à? Đi bán ở ngoài chợ ngoài kia à? À. Sao mặc áo con gái này? Phải áo con gái không? Đây chả áo con gì á? Thật chính ngành à, trong cái này. Áo này trước là có chị ở Trung Quốc mua về cho. Chị ở Trung Quốc mua về cho đấy, áo con gái mà nhìn phát là biết ngay, tự dưng là đi mặc áo con gái. Được rồi. Trưởng thôn bảo này, vâng. Bảo là có một anh cho gia đình 2 triệu. Đấy, là anh Vinh ở Sài Gòn đã cho nhà vợ chồng Lân Dua này 2 triệu nhá. Em đếm hộ anh 2 triệu coi. Lân này là không biết mặt tiền đâu phải không? Có bộ bóp gì à? Bóp là. Biết không? Có bộ bóp. Bóp là. Vợ đi đâu rồi? Vợ về chưa? Về phải đưa cho vợ nhá, vợ mới biết được. Một chiếc có mốt đồ bóp nữa hả? Ít chỗ này. Một tí là Vinh. Anh Vinh ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Tí là Vinh ở Sài Gòn mua ở chỗ bán này chơi chỗ thành đó mà có à. Đấy, tiện kia là mà ướt lỗ ướt mốt đâu có cả hỏi. Họ chơi múa chả múa bọn này, chóa gì chóa gì nữa. Biết là có đếm biết tiền không? Ô bùa này, ô bùa, lâu bùa, trâu bùa, dì bùa, y trò, ô trò nhá. Lừa bảo đưa và cầm về cho vợ cầm. Cho sơ thì tin lòng đá. Tí là Vinh cơ. Đấy là số tiền của anh Vinh ở Sài Gòn. Đấy, anh gửi cho hai vợ chồng nhà em là 2 triệu nhá, là anh đưa hết rồi nhá. Trưởng thôn dịch hộ anh một tí. Em bảo là cảm ơn anh Vinh ở Sài Gòn quan tâm đến gia đình nó thì cũng rất là cảm ơn nhiều. Rồi. Hơn thế nữa thì cho thanh mà em ở trưởng thôn em cảm ơn anh Vinh ở Sài Gòn. Nó có cái lòng quan tâm đấy gia đình em Lâm. Đấy, cho em lời cảm ơn anh Vinh. Rồi. Bảo là tí về là đưa cho vợ cầm, vợ mới biết được. Em Lân này là không biết mặt tiền, không biết nói tiếng phổ thông nên là khó lắm. Rồi đi về nhà thẳng đi nhá. Xong là về nhà thay cái áo đi, mặc áo con gái này đi. Đấy, đi về nhà đi, bảo đi về nhà không đưa tiền cho vợ nhá. Đang đi xuống thì đúng gặp em đi lên đi về. Bảo là sáng đi bán sắn cùng mẹ. Thế mẹ đi về chưa? Hỏi xem bà đi về chưa? Mẹ đi về chưa? Con để lo chơi đâu. Bà về chưa? Thế về đi nhá, cắt tiền nhá. Đưa tiền cho vợ.
em bảo đấy. Một trâu à, cho nên tôi tranh trả chiếu hả? Nhớ là đi mua mâm với ấy nhá. Mua chưa? Chưa mua đâu phải không? Có bộ tàu vua luôn à, nên nó phát ra món đó nè. Nó phá hả? Ừ, căn được mùa vua hả? Bảo mua mâm, mua bát nhá, bát sứ, bảo thế. Vua mai có chợ phiên mà nhờ, trường thôn nhờ. Ừ, cho phá hả, chắc là lộ ứng lắc của vua, 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 vua. Mai là có chợ phiên mà mai nhỉ? Là chợ phiên mà mai là chợ phiên bảo là mai mới đi mua hôm là trước là có bảo em Lân mua. Hai vợ chồng bảo là đi ra chợ phiên mua bát với cả mua mâm về dùng ở nhà không có mâm có bát. Ôi rồi dưới kia mưa rồi, tí về là dính mưa rồi. Đấy, mưa trắng xóa rồi kia, ở đây xuống mấy hạt rồi. Thôi chắc mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Đấy, vừa trao tiền cho hai vợ chồng nhà Lân Dua rồi. Vợ là đi trồng ngô. Còn chồng là sáng nay đưa mẹ đi chợ về, bây giờ mới về. Đi bộ. Khổ quá. Đi bộ tận xuống dưới kia để mà bán sắn. Phơi được cái sắn khô nên là xuống dưới chợ bán. Thôi về nhá, trưởng thôn nhá. Xin chào nhá. Xin chào. Em cứ về nhà đi nhá.